pháo kích. Các đòn tên lửa làm tê liệt các cơ sở hạ tầng. Những chiến hào vây quanh thành phố Bakhmut. Và bộ binh chiến nhau như thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất. Đó là những gì đã tóm tắt ngắn gọn cho trận đánh được xem là đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, với bên phòng thủ là Ukraine và bên tấn công là quân Nga. Tất cả chỉ nhằm chiếm lấy một thành phố có giá trị chiến lược không quá lớn, thế nhưng lại mang nhiều giá trị về mặt chính trị. Cuộc chiến ấy đã diễn ra như thế nào? Và vì sao nó được gọi là Verdun và Stalingrad thứ hai của châu Âu? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với BATTLECRY, lịch sử thế giới. Quân cờ domino chiến lược. Bakhmut trước đây còn có tên gọi là thành phố Artemivsk, có diện tích chỉ vào khoảng 41 km² và dân số khoảng hơn 70.000 người. Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, thành phố nhỏ Bakhmut là nơi có ngành công nghiệp khai thác muối, có nhà máy kim loại màu, nhà máy rượu. Còn giờ đây, người ta sẽ nhớ tới nó với cái tên cối xe thịt lớn nhất châu Âu trong thế kỷ 21. Ở thời điểm hiện tại, chỉ còn chưa đến 1% dân số Bakhmut ở lại trong thành phố. Họ sống không có điện, không có nước hoặc không có hệ thống sưởi ấm vào mùa đông. Họ hiếm khi nhìn thấy ánh sáng ban ngày vì phải dành phần lớn thời gian trong các tầng hầm trú ẩn để tránh những cuộc giao tranh ác liệt xung quanh và phía trên đầu của họ. Chỉ là một thành phố nhỏ, không có nhiều giá trị chiến lược ở miền đông Ukraine. Thế nhưng khi chiến sự nổ ra, vì sao Bakhmut đã trở thành mục tiêu mà cả Nga và Ukraine không dễ từ bỏ, bất chấp những tổn thất khổng lồ? Sau đây sẽ là câu trả lời. Bakhmut nằm trên tuyến đường tiếp tế chiến lược giữa khu vực Donetsk và Luhansk, hai khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở vùng Donbass. Các chuyên gia cho rằng việc chiếm được Bakhmut có khả năng sẽ thay đổi cục diện cuộc xung đột và tạo cơ sở cho quân Nga khởi động một chiến dịch rộng lớn hơn trên nhiều vùng khác nhau ở Ukraine. Giành được Bakhmut có thể mở đường cho quân đội Nga tới vùng Sloviansk và Kramatorsk, hai trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine ở vùng Donbass. Nơi đây có hơn 92% trữ lượng than của Ukraine. Việc kiểm soát được Bakhmut sẽ cho phép quân Nga phá vỡ các tuyến tiếp tế của quân Ukraine, cũng như giảm áp lực trong trận chiến ở thành phố Kremina do Nga nắm giữ và Ukraine đang nỗ lực giành lại. Do đó, Bakhmut sẽ là chìa khóa mở đường cho chiến dịch tấn công mới với quy mô lớn của quân Nga nhằm củng cố, kiểm soát vùng Donbass. Đối với Ukraine, Bakhmut đóng vai trò là điểm nối quan trọng của mạng lưới giao thông và liên lạc cho các lực lượng trong khu vực, bao gồm cả các tuyến tiếp tế chiến lược tới các khu định cư ở Siversk, Liman, Sloviansk và Kramatorsk. Mất Bakhmut khi này đồng nghĩa với việc là sẽ mất cân bằng thế trận phòng thủ do không thể duy trì vành đai an toàn từ 50 đến 70 km và sẽ khiến cho lực lượng của Ukraine phơi mình trước hỏa lực quân Nga. Đặc biệt, nếu để mất Bakhmut, Ukraine sẽ để mất khả năng tiếp tế hiệu quả cho các thành trì xung quanh Donetsk như là Avdiivka, Mariinka và Vuledar. Đó là một quân cờ domino chiến lược mà hai bên đang cố gắng đẩy nó đổ vỡ về phía bên kia. Và khi quân cờ domino chiến lược ấy đổ về phía bên nào, nó sẽ kéo theo những quân cờ khác đổ theo, thậm chí có thể phá hủy thế trận mà hai bên đã cố gắng xây dựng. Giành giật. Trước trận chiến ở Bakhmut, phía Ukraine tuyên bố rằng quân Nga có lợi thế gấp 5 lần về nhân lực so với họ dọc theo mặt trận phía đông. Theo phân tích của phương Tây, Nga đã đổ vào Bakhmut khoảng 100.000 quân. Tuy nhiên, lợi thế 5-1 của Nga lúc này được xem là vô căn cứ. Vì ngoài nhân sự chính quy, quân đội Ukraine còn có sự tham chiến từ các chiến binh ngoại quốc, các đơn vị chủ nghĩa dân tộc và các lực lượng hoạt động đặc biệt. Ước tính tỷ lệ chọi giữa hai bên vẫn gần như tương đương 1-1. Đầu tháng 8 năm 2022, quân Nga bắt đầu mở màn đợt tấn công vào Bakhmut từ các bàn đạp mà họ giành được trước đó theo trục đường cao tốc E40. Các lực lượng của quân Nga tập trung đánh vào Bakhmut từ phía đông của thành phố, Cách họ tiếp cận thì vô cùng đơn giản, đó là pháo binh, tên lửa hành trình và các cuộc không kích dữ dội sẽ được tung ra trước. Các đợt bắn phá này sẽ tiêu diệt các ổ đề kháng và bộ binh sẽ cùng với xe tăng tiến vào dọn dẹp chiến trường. Với cách đánh này, quân Nga đã tiến một mạch và chỉ còn cách trung tâm Bakhmut 2 km. Truyền thông của Ukraine cùng ngày cũng đưa tin các đợt pháo kích và không kích diễn ra với cường độ cao vào thành phố. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2022, các tốp lính đánh thuê Wagner tuyên bố đã vượt qua phòng tuyến của Ukraine và tiếp cận con phố Patrick Lumumba ở ngoại vi phía đông Bakhmut. Về phía quân đội Nga, họ không có nhiều thuận lợi như lực lượng Wagner, khi càng tiến sâu vào chiến trường thì họ lại càng gặp nhiều kháng cự. Và phải đến ngày 14 tháng 8, các lực lượng quân Nga mới chiếm được một vài cứ điểm ở ngoại vi thành phố. Về phía Ukraine, nhờ các công tác hậu cần, lực lượng lính Ukraine chỉ bị ngợp trong một vài ngày đầu và sau đó thì đã dần ổn định lại đội hình. Ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, các chiến hào xung quanh thành phố đã được thiết lập, vừa để giữ trữ đạn dược, nhu yếu phẩm, vừa là để tạo thành các lớp phòng thủ trước quân Nga đang tiến công rất dồn dập. Chiến thuật khi này đó là nếu mất đi một lớp chiến hào, quân Ukraine sẽ lùi về tuyến sau, tổ chức phản công và giành giật lại chuyển lũy đã mất. Lữ đoàn cơ giới số 9, đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine, cũng được lên kế hoạch tung vào Bakhmut. Đây là đơn vị đã từng đánh cho sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 của Nga suýt phải xóa phiên hiệu với quá nửa số xe tăng T-80BV bị tiêu diệt khi họ tiến vào chi viện cho Kharkov. Ngoài lữ đoàn cơ giới số 9, những đơn vị được xem là tinh nhuệ nhất mà Ukraine vẫn còn nắm trong tay cũng được lên kế hoạch để tung vào Bakhmut. Với các đơn vị tinh nhuệ tiến vào thành phố, lực lượng phòng thủ Bakhmut của Ukraine bắt đầu tổ chức các đợt đột kích nhỏ lẻ nhắm vào lực lượng quân Nga và gây ra một số thiệt hại nhất định. Tuy nhiên, những đòn đánh nhỏ lẻ này không nhằm nhò gì so với Nga khi họ vẫn có nhiều lợi thế từ mật độ hỏa lực dày đặc của mình. Từ giai đoạn này, các cuộc giao tranh theo kiểu chiến hào mới thực sự được bắt đầu. Vùng vành đai trắng. Với quyết tâm cao độ của cả hai bên, ngoại vi thành phố Bakhmut đã xuất hiện một vành đai trắng sừng sững. Tại hai đầu của vùng đất này là các chiến hào được dựng lên. Binh lính quân Nga và Ukraine dùng các tốp bắn tỉa để đấu với nhau xem sức chịu đựng của bên nào tốt hơn. Hai bên cũng liên tục dùng cối, lựu pháo cũng như những loại hỏa lực cơ bản để nã vào nhau. Sau các màn đọ kỹ năng bắn tỉa và hỏa lực thì bộ binh của một trong hai bên sẽ được tung ra vượt qua vành đai trắng, tạo nên một cuộc đấu súng trực diện, thậm chí là những cuộc sáp lá cả cận chiến. Kịch bản ấy đã lặp đi lặp lại hàng ngày, giống như cách mà chiến tranh đã diễn ra tại Verdun cách đây hơn một thế kỷ. Có thời điểm, các tốp lính Wagner liều lĩnh được tuyển chọn làm mồi nhử hỏa lực. Họ sẽ vượt qua vành đai trắng và câu kéo cho quân Ukraine nổ súng. Một khi cụm hỏa lực của Ukraine bị lộ, các tốp Wagner sẽ rút lui và chỉ ít lâu sau đó là pháo kích dồn dập vào vị trí mà quân Ukraine vừa mới nổ súng. Pháo kích xong thì Wagner cùng lính Nga sẽ hiệp đồng vượt qua vành đai trắng thêm một lần nữa để chiếm lĩnh lấy trận địa. Chiến thuật kiểu này về sau cũng được Nga sử dụng khi tiến vào đô thị Soledar. Mặc dù vậy thì tình thế chiến trường vẫn không được cải thiện quá nhiều. Hai bên vẫn tiếp tục tung vào cuộc chiến này những loại khí tài mới. Một trong số đó là UAV. Sự xuất hiện của UAV đồng nghĩa với việc là không có bất cứ nơi trú ẩn nào bên trong thành phố là an toàn cả. Khi UAV xuất chiến, tất cả các lực lượng bộ binh và cơ giới khác phải co cụm ẩn nấp bên trong các chiến hào. Các UAV của cả hai bên đã thể hiện sức cản lướt vượt trội trên chiến trường. Tình trạng giằng co của đôi bên kéo dài trong nhiều ngày, khiến cho không khí ở trong thành phố tử thần này trở nên ngột ngạt tới mức nhiều người sẽ phải phát điên. Nếu sống sót được dưới các đợt tấn công bằng UAV tự sát, bạn sẽ phải tiếp tục đối mặt với các đợt hỏa lực do pháo binh, xe tăng hoặc những tay súng bắn tỉa mang lại. Tất cả sự khủng khiếp đó đã biến Bakhmut trở thành một thị trấn ma. Nơi đây gần như đã bị san phẳng bởi hỏa lực dữ dội của đôi bên và gần như trên mặt đất không hề tồn tại một sự sống nào. Tất cả binh lính và những người dân còn sót lại đều phải ẩn náu tuyệt đối trong tầng hầm của các tòa nhà hoặc bất cứ nơi nào mà họ có thể giấu mình. Tình trạng giằng co kéo dài đến mùa đông năm 2022. Tới khi này, quân Nga dần thích nghi hơn với nhịp độ chiến tranh và bắt đầu tăng cường các cuộc xâm lấn vào vùng bên kia của vành đai trắng do phía Ukraine nắm giữ. Có ngày, các đơn vị lính Nga có thể thực hiện tới gần 10 cuộc tấn công với tần suất liên tục vào các vị trí mà quân Ukraine nắm giữ. Đã có những câu chuyện về việc lính Ukraine phải chiến đấu căng thẳng đến 18 tiếng mỗi ngày trong giai đoạn này. Cho tới cuối tháng 12, quân Nga đã chiếm được 5 ngôi làng bên trong thành phố này và cây cầu quan trọng trên cao tốc E40 giúp cho các phương tiện cơ giới của họ có thể thuận tiện di chuyển và tăng cường hỏa lực gấp bội vào bên trong thành phố. Lại tiếp tục giành giật. Sau khi đưa được cơ giới, tăng thiết giáp tiến vào sâu hơn bên trong thành phố, các phòng tuyến của phía Ukraine đang dần trở nên yếu thế hơn trước hỏa lực áp đảo của phía Nga. Vào ngày 17 tháng 12, một đoạn phim xuất hiện trên mạng về các chiến hào ở trung tâm thành phố Bakhmut. Điều này có nghĩa rằng quân phòng thủ Ukraine đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong đô thị theo kiểu sinh tử với quân Nga. Cho tới khi này, hơn 60% cơ sở hạ tầng của Bakhmut đã bị hư hại hoặc phá hủy. Đầu tháng 1 năm 2023, sau một cuộc tấn công bất ngờ, quân Nga đã đánh chiếm được cứ điểm Soledar, cách Bakhmut 20 km về phía bắc. Chiến thắng tại Soledar khá đơn giản với quân Nga, khi tại đây chỉ còn các cụm đề kháng nhỏ lẻ của phía Ukraine và lại còn đang trong tình thế thiếu thốn cùng cực do tiếp viện tất cả đã được dồn cho Bakhmut. Lính Wagner tại Soledar không ngại sáp lá cả trong các đường hầm khai thác muối với quân Ukraine. Trên từng góc phố, con đường, quân Wagner truy quét quân Ukraine đến cùng, hoặc là đầu hàng, hoặc là không có hai chữ nhân đạo nào với quân Wagner. Mục tiêu của Wagner tại đây là tiêu diệt khả năng kháng cự và chiếm các mục tiêu mà quân Ukraine đang nắm giữ. Cho tới ngày 13 tháng 1 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố Soledar đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của quân Nga. Tuy nhiên, các cuộc đấu súng thì vẫn tiếp diễn, ít nhất là cho tới tháng 2. Việc đánh chiếm được Soledar đã mở ra cho quân Nga một thế trận siết chặt cọng kìm vào thành phố Bakhmut. Trong khi đó, áp lực lên quân phòng thủ Bakhmut của Ukraine cho tới khi này là cực kỳ lớn, khi họ phải đối mặt với việc bị đánh chiếm từ nhiều phía và phải chia quân ra để giữ các mặt. Để giảm sức ép cho Bakhmut, quân đội Ukraine buộc phải tăng cường các mũi tấn công chiến lược vào Kremina của Luhansk nhằm kéo giãn đội hình tấn công của quân Nga. Cánh quân Ukraine tại Kremina được kỳ vọng sẽ đánh thọc sườn thành công quân Nga, khiến quân Nga phải phân tán lực lượng từ Bakhmut nhằm bảo vệ cho phần sườn đang hở của mình. Tại các đô thị nhỏ ở Donetsk, nơi một quân Nga bố trí lực lượng phòng thủ mỏng hơn, quân Ukraine cũng chớp thời cơ mà ồ ạt tấn công nhằm giảm áp lực cho Bakhmut. Đáp lại các cuộc thọc sườn của quân Ukraine, phía Nga đã huy động thêm sư đoàn lính dù VDV số 76 tiến vào mặt trận Kremina. Tháng 2 năm 2023, Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và thậm chí là giải bom nhiệt nhôm vào các vị trí đóng quân của phía Ukraine. Tuy bắn hạ được kha khá các loại khí tải không quân Nga như Su-25, Su-34, thậm chí là cả Su-35, nhưng Ukraine thì vẫn bất lực hoàn toàn trong việc giải vây cho Bakhmut. Tới cuối tháng 2, đầu tháng 3, quân Nga tiếp tục đưa quân vào tăng cường cho Bakhmut, tiêu diệt các cụm kháng cự còn lại của Ukraine ở ngoại vi thành phố. Tại phía đông và đông nam Bakhmut, mặc cho việc bị tấn công dồn dập, lính Ukraine đánh lì tới mức khiến cho quân Wagner phải chịu những tổn thất cực kỳ nặng nề. Tinh thần chiến đấu tại Bakhmut của quân Ukraine thực sự đáng khen ngợi, khi họ đã kiên cường chống trả trong tình trạng thua thiệt về hỏa lực và chi viện trong suốt hơn nửa năm trời, khiến cho quân Nga phải vô cùng chật vật tiến quân. Cho tới những ngày đầu tháng 3 năm 2023, chiến sự đã lên một tầm cao mới. Hai bên Nga và Ukraine đánh nhau cực kỳ ác liệt để giành giật từng con đường tại phía tây Bakhmut. Ngày 3 tháng 3, Ukraine đã phá hủy hai cây cầu quan trọng của Bakhmut. Tới ngày 5 tháng 3, chỉ huy Ukraine Alexander Siky cho biết rằng cuộc giao tranh đã đạt tới mức độ căng thẳng cao nhất. Thế nhưng rồi, cuối cùng thì Ukraine cũng không thể chống trả mãi được trong tình trạng chi viện thiếu thốn. Và điều gì đến cũng đã phải đến. Trung tuần tháng 3, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 93 của Ukraine bắt đầu thực hiện các cuộc rút lui chiến lược đầu tiên khỏi Bakhmut nhằm bảo vệ quân số, tránh cho việc đơn vị bị xóa phiên hiệu sau khi gặp rất nhiều tổn thất. Tới cuối tháng 3 năm 2023, Ukraine bắt đầu sử dụng bom thông minh GBU-62B JDAM đánh vào các điểm trú quân của Nga tại ngoại vi Bakhmut để chặn đà tấn công quân Nga tạm thời và có thêm thời gian để rút lui. Và đó cũng chính là những nỗ lực cuối cùng của Ukraine vào tháng 3 nhằm gây suy giảm nhân lực cho quân Nga. Đến tháng 4 năm 2023, quân Wagner tuyên bố họ đã cùng với các lực lượng chiến đấu của quân Nga tiến vào bên trong trung tâm thành phố Bakhmut. Ngày mùng 2 tháng 4, ông trùm của Wagner đã tung ra đoạn video quay tại tòa nhà hành chính Bakhmut và cho biết là đã treo cờ Nga cùng với cờ Wagner trên đỉnh tòa nhà. Bakhmut tới khi này về mặt lý thuyết đã là của Nga và lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi về ngoại vi phía tây thành phố. Đến ngày mùng 6 tháng 4, Nga tuyên bố giành hoàn toàn quyền kiểm soát tại trung tâm Bakhmut. Tuy nhiên, mặc cho các tuyên bố này, các binh lính của Ukraine còn lại tại trung tâm Bakhmut vẫn chiến đấu khá lì lợm. Họ đẩy lùi tới hơn 20 cuộc tấn công của phía Nga và Bakhmut, ngăn đối phương tiến sâu hơn về phía tây. Vãn hồi. Mặc dù đã phải rút khỏi Bakhmut, thế nhưng quân Ukraine thì vẫn cố gắng đánh thiệt hại quân Nga nhiều nhất có thể. Không quân Ukraine đã thả 4 quả bom lượn GBU-62B JDAM nặng 500 kg xuống một tòa nhà cao tầng ở khu vực Bakhmut đang do quân Nga kiểm soát. Lực lượng Ukraine đã bước vào giai đoạn phá hủy các tòa nhà cao tầng ở trong Bakhmut nhằm ngăn chúng được sử dụng làm kho chứa đạn hay vị trí chiến đấu cho lính bắn tỉa và trạm quan sát của quân Nga. Trong khi đó, để ngăn ngừa việc Ukraine sẽ tái triển khai lực lượng cũng như dọn dẹp chiến trường, Nga bắt đầu sử dụng những loại vũ khí có độ chính xác cao để tấn công vào các vị trí mà quân phòng thủ Ukraine đang co cụm. Vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, chiến cuộc đã dần vãn hồi tại Bakhmut. Các đơn vị Ukraine còn lại trong nội đô hoặc ngoại vi về phía tây thành phố đều trong tình trạng cấp bách. Lực lượng Ukraine phải chiến đấu với tình thế thiếu thốn đạn dược, thiếu hụt thuốc men và thiếu hụt chăm sóc y tế cho thương binh. Thế nhưng mặc cho thiếu thốn, họ vẫn liên tiếp tiến hành các cuộc đột kích nhằm tiêu hao nhắm vào quân Nga. Mà thành tựu nổi bật nhất là việc lữ đoàn xung kích độc lập số 3 đã đánh cho tới mức gần như xóa phiên hiệu hai đại đội cơ giới của quân Nga, đánh cho thương vong nặng nề và khiến cho đơn vị xung kích số 3 Wagner mất đi nhiều khí tài. Đây có thể coi là những điểm sáng cho tinh thần chiến đấu quyết tử của quân Ukraine. Sức chiến đấu mạnh mẽ tới bất ngờ của quân Ukraine tại Bakhmut đã khiến cho cục diện có một chút thay đổi. Một số đơn vị của Nga do gặp phải thương vong lớn đã tự động rút lui khỏi vùng chiến sự và để lại cho lính Wagner một mình gánh vác. Và một trong những drama kinh điển của quân đội Nga đã xảy ra sau sự việc này. Ông trùm của Wagner, Prigozhin, đã chỉ trích thẳng Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga vì đã để cho quân Wagner của ông chiến đấu trong tình trạng đơn độc và thiếu thốn đạn dược. Sự việc trở nên căng thẳng khi hai bên liên tiếp đấu khẩu nhau trên truyền thông, khiến cho nhiều người nghi ngờ về khả năng chiếm được Bakhmut của quân đội Nga. Tuy nhiên cuối cùng thì mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa. Nga tiếp tục điều thêm quân tới sát cánh chiến đấu cùng Wagner. Sau màn đấu tố của Prigozhin, Wagner vẫn chiến đấu quyết liệt và phối hợp với sư đoàn VDV số 104 Tula được trang bị thêm các xe BMD-4 càn quét và ngăn chặn quân Ukraine phản kích từ bên ngoài thành phố. Sư đoàn VDV là lực lượng đổ bộ đường không của Nga, hay còn gọi là lính dù VDV. Đây là lực lượng được coi là tinh nhuệ nhất của quân Nga, thường xuyên công phá những cứ điểm khó nhằn nhất, được coi là quả đấm thép chuyên dọn dẹp chiến trường của quân Nga. Và khi họ tham chiến, chúng ta có thể hiểu rằng kết cục đã ngã ngũ, mọi thứ đã được định đoạt. Cho tới ngày 20 tháng 5, sau gần một năm ác chiến, Prigozhin tuyên bố rằng lực lượng Wagner đã chiếm được Bakhmut hoàn toàn. Tới tháng 6, quân Ukraine đã tổ chức đợt phản công mùa hè vô cùng rầm rộ, thế nhưng đều thất bại. họ chỉ giành lại được khoảng 10% diện tích của Bakhmut. Cho tới tháng 12 năm 2023, mọi hy vọng giành lại Bakhmut của quân Ukraine coi như đã đổ vỡ. Và cho tới hiện tại, ngoại vi Bakhmut tuy vẫn còn giao tranh, thế nhưng chỉ là những trận giao tranh nhỏ lẻ giữa các mũi đột kích của Ukraine cùng với các đơn vị phòng thủ bên trong thành phố do Nga bố trí. Trận Bakhmut kéo dài tới cả năm trời giữa Nga và Ukraine được mô tả là một trong những trận chiến đẫm máu nhất của thế kỷ 21, với chiến trường được mô tả là như một cỗ máy xay thịt. Vào cuối năm 2022, người ta ước tính được rằng có hàng ngàn binh sĩ của cả hai bên đã bị thương và thiệt mạng mỗi ngày. Đây là một cuộc chiến tiêu hao sinh lực đúng nghĩa để giành giật một thành phố nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược to lớn. Với Bakhmut, nó mang tầm bước ngoặt trong cuộc chiến này. Nó đã trở thành một cuộc chiến mà không bên nào sẵn sàng thua và là biểu tượng cho sự quyết tâm kiên cường của mỗi bên. Mick Ryan, một thiếu tướng nghỉ hưu trong quân đội Úc, hiện là nhà bình luận quân sự cho biết đó là một trong những trận chiến thoạt nhìn thì không có giá trị chiến lược, thế nhưng dần dần nó đã có giá trị chỉ vì các nhà lãnh đạo chính trị đầu tư giá trị vào đó. Nếu Ukraine chiến thắng, nhựa khí sẽ được tăng cao và họ sẽ có chiến thắng về mặt chiến thuật khi sẽ làm suy giảm được sức chiến đấu của quân Nga. Thế nhưng cuối cùng, Nga mới là bên chiến thắng. Ukraine đã mất quá nhiều quân tại Bakhmut và giờ đây họ không thể nào quay đầu được nữa.